tiệc sinh nhật của Nguyễn Ngọc Thoa thì nhóm đơn ca tài tử của Bình Huế cũng xin đại diện kính chúc cho được nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Happy birthday! Happy birthday! Đứng bên kia ghê quá, thằng Nam giống như con ma vậy, ghê quá. Phượng mặc quy mô dài gắn ghê, giống nửa đêm hiện hồn vậy. Dạ. Cầm cầm cái đây nè, cầm tay cầm luôn hả, khỏi luôn hả, ok. Nói đầu cả chết. Ôi, rồi, nhá, đi, đi. Cô bái chụp hình đẹp quá trời, đi cầm tay đi. Không, đi cầm tay thôi. Đi đi đi. Quay kẻ thì dồn lại lấy mực chép tiên ăn học cho liềm đặng đi chi nguyện, giờ ta mọi chuyện mà chẳng có biết ơn Châu đó. Đó, thấy chưa, câu là các bạn câu rõ ràng. Câu rõ ràng luôn. Đúng chưa? Má nói đi, má nói đi.